Người ta cho hỗn hợp X gồm có axit palmitic. Palmitic là C15H31COOH. Axit stearic C17H35COOH. Thì C15 H31COO tất cả 3 lần. C3H5 và tristearin C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 Ở đây bạn để ý cho thầy đó là gì hai cái chất đầu tiên của chúng ta là thuộc axit béo no còn hai chất đằng sau là chất béo no như vậy ở đây chúng ta sẽ gọi như sau ở đây thầy sẽ gọi CNH2NO2 là công thức chung cho hai axit béo no giờ đơn trước còn ở đây ở đây đây là chất béo thì mình đặt đó là CMH2M O6 O6 tức là K bằng 3 như vậy chúng ta sẽ trừ đi trừ đi đây là trừ đi 4 được chưa nào? rồi bây giờ chúng ta có nè về K đây thì cho là K1 đi K1 bây giờ là bằng 1 đó là K2 thì bằng 3 Khi chúng ta đốt cháy Thu được CO2 và nước Trong đó oxy là 2,78 CO2 là 1,94 Nước chúng ta là 1,9 được chưa nào? Người ta nói như thế này Nếu cho m gam x đi tác dụng hay với cao hết Thì thu được m gam muối hỏi m Rồi Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là chúng ta sẽ cố gắng tìm mol của hỗn hợp hai axit béo và hỗn hợp hai chất béo. Bằng cách ở đây thầy đặt đó là A mol và B mol. A thì trùng rồi. Đặt ở đây đi. Ở đây chúng ta sẽ dùng hai cái biểu thức. Biểu thức đó đầu tiên đó là bảo toàn oxy. chúng ta có 2x cộng 6y cộng 2 nhân cho 2,78 bằng 2 x 1,94 cộng 1,9 được chưa bơ toàn oxy thì chúng ta sẽ có đó là 2x cộng 6y cộng 2 nhân cho 2,78 bằng 2 nhân cho 1,94 cộng cho 1,9 cho là biểu thức thứ nhất biểu thức thứ hai của chúng ta đó là công thức cháy chúng ta lấy mol CO2 1,94 trừ đi mol nước 1,9 bằng K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ 1 trừ 1 là bằng 0, không ít 3 trừ 1 thì còn 2, 2 Như vậy dựa đây em sẽ đi tìm được Y và tìm được X Chúng ta tìm Y dựa vào biểu thức thứ hai 1,94 trừ đi 1,9 là 0,04 0,04 em chia cho 2 thì Y bằng 0,02 Y bằng 0,02 thì chúng ta thấy Y vào đây Thì chúng ta sẽ tìm được x

Rồi bạn nghe kỳ Để cho ít tác dụng hết với KOH dư KOH dư mà ở đây người ta chỉ hỏi mũi thôi Nếu người ta hỏi rắn thì bài toán này khó em nha Vậy chúng ta để ý là gì trong các phản ứng cháy và phản ứng tác dụng với KOH người ta đều dùng có khối lượng đều là mg như vậy bài này chúng ta ghi như sau axit bây giờ chúng ta ghi gọn lại là rcooh để lộ nhóm chất ra còn cái tay chúng ta ghi nó có dạng là acoo tất cả 3 lần c 3 h 5 À đây là góc hydrocarbon em nhé. Ở đây em đi tác dụng với KOH để tạo thành RCOO K cộng cho H2O. Đi tác dụng với 3 KOH để tạo thành 3 ACOO K cộng cho C3H5 OH tất cả 3. Như vậy số mol của axit chúng ta đã có là 0,05 số mol đã có là 0,02. Mình chuyển qua cho cao H thì đây là 0,05. Chuyển qua cao H đây là 0,06. Chuyển qua cho nước 0,05. Chuyển qua glycerol 002. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng thằng này đây. Tính A gam. Như vậy bằng hiểu như thế này. Để tính được A gam thì chúng ta phải đi tính M. Đúng không? Khi đó chúng ta bỏ toàn khối lượng nữa là xong như vậy đây ta sẽ chỉ bạn để tính được a ha thì em lấy m này cộng cho cao h là 56 m lớn nhân mol cộng lại đây là 0,11 trừ đi trừ đi nước là 18 nhân cho 0,05 trừ đi glycerol là 92 nhân mol là 0,02 như vụ của bạn là đi tính m để tính m thì chúng ta làm như sau chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng M mình sẽ bằng 44 nhân cho mol CO2 1,94 1 Một nước là 18 nhân cho mol là 1,9 trừ đi là 32 nhân cho 2,78 Rồi, nhiệm vụ của bạn đó là chúng ta sẽ tính M M xong chúng ta thiếu ở đây để tính A Thế là xong Để chúng ta xử lý

cho 56 nhân cho 0,11 trừ đi 18 nhân cho 0,05 trừ đi 92 nhân cho 0,02 ở đây mình tính được là bằng 34,02 gam Và đây là đáp số cuối cùng của bài toán này. Chúng ta coi đáp số 3402. Có đúng ở đây mình chọn là của đêm em nhé. Và bạn cần lưu ý cho thầy một điều nữa đó là gì Khi nào mà người ta cho chúng ta là hỗn hợp gồm có chất béo và axit béo Bây giờ trong đó cả hai đều no thì chúng ta dùng phương pháp như thế này là hợp lý Thấy chưa em